Lia Daily ở đây. Tiếp tục hành trình review hộp cô nhé. Đây là một trong những lip balm là thích nhất không màu của Christian Dior. Cái này là không màu nhé. Họ có màu cam, màu hồng, nhiều màu lắm. Mà là thích màu này với coral là màu cam thì phải. Here we go. Ngày hôm nay không có làm nửa pack lịch nữa nha. Hộp cô là cũng sẽ không có xài, cũng giống như những cái hộp khác. Và trong này họ cũng cho mình hai cái, có hai bịch mask 24 carats gold. Cái scoop, cái spatula của Essie Max có tên trên này, và hai cái tray mà lại không xài, là xài cái của là quậy cho nó dễ. Tuy nhiên ngày hôm nay là không có xài nửa bịch giống hôm trước nữa nha, và làm ngắn gọn hơn, sẽ xài nguyên bịch luôn. Ta coi thử, hình như là 1.5 scoop, họ cho bao nhiêu. Wow. 1 scoop đầy, không phải 1.5 scoop, mọi người thấy không? 1 scoop đầy. 1 scoop đầy. Ta đổ vô chén. Thì cứ mỗi là hay dặn cứ mỗi một cái này thì mình chỉ xài, mình không có xài cũng bằng dung lượng nhé. Mình xài 75%, 80%, có nghĩa là 3/4 để mình có cái độ sánh vừa đủ để nó không có chảy mà nó cũng không có khô. Ồ, cái này thấy gold mà không biết trong chén nữa phải không? Bị nhẹ tay trước, tại vì nó sẽ bay tùm lum á, khi nào mà nó đã. Look at that, so pretty. Thơm. Tôi thấy nó mềm không? Mình quậy cho nó không còn vón cục nữa. Thì khi đó, ui trời ơi, gold. Thì là tém gọn lại và bắt đầu apply. Đẹp không? Perfect. Mở miệng luôn nha. Thank you.
Good job, Hannah. Pull the whole thing. Don't rip it. Pull the whole thing. Pull it up. Don't rip it. Don't rip it. I want to see the whole thing. Oh, we rip it. Rip it. Gold. Feels so good. Check it out. Easy, easy. It's pulling mommy eyebrow hair. Yes, these are baby eyebrows in here. Yeah, it feels so good. There's more here? There's a little bit on the edge. But I could peel it off. Okay, I'll go rinse my face. Thank you. No, eat it. No. It's jello. What has that skin? It's like jello, it's jelly. Yeah, it's yummy and it's gold. After you eat this, you're gonna be rich. Just kidding. You're gonna be gold, golden girl. After you eat it, you swallowed it, you're gonna be golden girl. Lia đây, mới rinse cái mặt xong. Đây là cái da rất là mịn, rất là mềm, smooth. À, lần trước là nói, vừa nói chuyện vừa làm skincare, bữa nay là không nói chuyện luôn. Mọi người time thử. Trừ cái rửa mặt của mình thì còn 5 cái bước skincare còn lại là toner, eye cream. Baking, sorry. Toner, eye cream, serum, facial oil và moisturizer là 5 bước nhá, cộng với lại cái cleanser mà mình không tính, giống như là mình rửa mặt xong tắm ra, giống như mọi người tắm ra thì bắt đầu bỏ skincare như thế nào. Bây giờ Lan sẽ làm nhá, mọi người tham cho Lan nha. Ready? Ok, 105, 106. Sau cùng that's it. 2 phút. Lan nói hoài. Mỗi khi Lan nói chuyện consultation với mọi người, Lan nói skincare chỉ tốn có 2 phút. Less than 2 minutes. Tại là gì làm nhìn hai bên chứ nhìn một bên cổ nhé. Optional. 2 phút là tính những cái skincare thôi. See? Less than 2 minutes. 2 phút mỗi tối, 2 phút buổi sáng.
Bạn có thời gian cho mình. No excuses. Không có thì giờ. Lười biếng. Không có cái gì tự nhiên hết. Mình phải dành thời gian chăm bón như cái cây. Mình trồng một cái cây, cây lan, cây đào, cái gì đó. Mình phải chăm bón cho nó. Dành thời gian cho mình nhé. Mask và exfoliate cũng đừng quên nha. Nhưng mà again, skincare less than 2 minutes. Twice a day. Một ngày 4 phút mà. Không có 4 phút. Cho le cho mọi người sao? 4 phút. That's it. Lần tới nha.